giáo án tu tập băng số 13 mặt B. Trong ngũ dục lạc thế gian là đời sống Phật giáo suy đồi. Đó là những cái lời mà xác định và quyết định chắc chắn như vậy, không còn ai chối cãi được nữa. Người tu sĩ Phật giáo mà không lấy ba thánh pháp này, giới định tuệ của Đức Phật làm thầy mình, làm chỗ nương tựa vững chắc. Nhưng bây giờ chúng ta lật ngược ra, chúng ta lật ngược không được. Vì thế chúng ta dùng cái tưởng mà không giữ gìn tu hành nghiêm chặt, vi phạm lỗi lầm, không biết xấu hổ và sợ hãi khi phạm phải một lỗi nhỏ là chánh pháp của đạo Phật đã suy đồi. Ngược lại, người tu sĩ Phật giáo sống ba y một bát, thiểu dục tri túc, lấy ba thánh pháp giới định tuệ làm khuôn vàng thước ngọc mẫu mực cho sự hành trì nghiêm túc của mình, thì đó là lúc Phật giáo hưng thịnh. Nhìn qua đời sống ngũ dục lạc của tu sĩ là ta đã biết những người tu đó tu trong chánh pháp hay tà pháp. Nhìn qua đời sống ngũ dục lạc của tu sĩ, của các vị tu sĩ, đó là ta đã biết họ lấy đạo làm đời, lấy đạo kinh doanh đời, sống theo lợi, theo danh lợi bằng hình thức tôn giáo. Đến đây quý vị đã hiểu ngũ dục lạc có sức cám dỗ và lôi cuốn rất mạnh, không có một sức nào hưởng lại được nếu không phải là pháp môn của Đức Phật giới định tuệ, thì toàn cả tu sĩ trên thế gian này đều bị ma ăn, ma danh, ma sắc dục, ma lợi, ma ngủ lôi xuống địa ngục tất cả. Có những tu sĩ khổ hạnh trong ăn uống, thế mà bị ma dục lạc danh, nghĩa là sống khổ hạnh trong ăn uống, họ không để cho ăn uống cám dỗ họ, nhưng mà ma danh cám dỗ họ, nên thường diễn những trò kỳ đặc, từ hình ảnh này đến hình ảnh kia cho quần chúng xem để ca ngợi khen tặng. Đó là họ sống theo danh, họ thắng được cái dục lạc này thì họ bị cái dục lạc khác lôi cuốn. Thật là buồn cười, tu dở chết dở sống thế mà chỉ mua một cái danh hảo của thiên hạ. Nếu ai đã từng theo thầy tu hành thì biết tu không phải dễ, thế mà tu được lại đem ra mua danh như vậy, thì quý vị nghĩ sao? Vị tu sĩ có thoát khỏi ngũ dục lạc không? Mà không thoát khỏi ngũ dục lạc thì có giải thoát không? Nhập định toàn cả cơ thể không còn hoạt động, gần giống như cái thây ma người chết. Mời các nhà khoa học đến đem máy đo điện tâm đồ, họ sẽ kinh ngạc đến mức nào. Từng đó báo chí đăng khắp thế giới, như vậy không phải là người đại ngũ dục lạc thế gian sao? Như vậy có giải thoát hay không? Người tu hành giải thoát là phải xa lìa năm thứ dục lạc, sống đời sống thiểu dục tri túc, không nhà không cửa, sống vô gia đình, không có của cải tài sản nhỏ tài sản lớn. Nhìn đời sống như vậy, chúng ta đã biết đó là những bậc chân tu giới đức thiền đức, những bậc đã giải thoát ra khỏi dòng thế tục. Còn biểu diễn những trò kỳ đặc là mua danh mua lợi, có gì là giải thoát đâu? Làm trò giải trí cho thiên hạ chơi, thiên hạ xem. Đến phần thực hành này, ta phải tăng chuyên nhất cảnh. Đây, cái phần mà xả cái ăn này nó còn quan trọng lắm chứ không phải là không quan trọng luôn. Cho nên ở đây thầy nói đến cái phần thực hành này thì ta phải tâm chuyên nhất cảnh, nghĩa là chuyên nhất ở trong cái pháp, tâm phải chuyên nhất ở trong đó. Nếu quý vị sao nhãn một chút là quý vị chưa đã ly được nó đâu. Ở thì tâm chuyên nhất cảnh như thế nào? Giữa một chỗ an trú thanh vắng, ở đây thầy nhắc lại nè, một chỗ, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang hốc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời không mong quạnh, một đống rơm, một chòi lá, lửa chỗ sông. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi độ 2 giờ, ta ngồi kiết già, lưng thẳng,
đứng dùng pháp nước dưới tác ý, à mới dùng nó cái danh cái lợi hoặc cái ăn uống chúng ta đặt theo cái chỗ này mà thầy cho pháp hướng. Đây là thầy đặt cho cái tên nó là danh đi. À, danh là một thứ dục lạc vô hình thu hút và cám dỗ con người rất mạnh, nuôi lớn ngã mạn cống cao, do đó sinh ra ngũ triền cái tham sân mạn nghi. Triền cái này trói buộc chúng ta muôn đời muôn kiếp sống đau khổ. Vậy ta hãy lánh xa, từ bỏ, từ khước, diễn ly tất cả các loại danh. Đó là câu hướng tâm, cái câu trạch pháp này để chúng ta như cái lý này mà tác ý ra, mãi mãi làm cho chúng ta xa lìa những cái danh, những cái lợi, những cái ăn. À, câu thứ hai, danh dục lạc có một ma lực vô hình cám dỗ và lôi cuốn con người vào chỗ sinh tử luân hồi. Ta phải từ giả, từ khước, từ bỏ, lánh xa, diễn ly danh dù bất cứ mọi trường hợp nào. Nghĩa là bất cứ mọi trường hợp nào, nhỏ lớn chúng ta đều phải nhận diện ra nó để mà chúng ta xa lánh nó. Chứ nó nhiều khi nó qua cái trường hợp khác, nó làm cho chúng ta không thấy đó là cái danh, nhưng mà chúng ta bị nó gạt. Hở ra một chút là chúng ta bị gạt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi có danh, có lợi, có sự cung kính, hãy lánh mặt. Lời ông Phật dạy, thầy khắc ghi trong lòng thầy, nhớ mãi muôn đời, không bao giờ thầy quên. Thầy biết đó là cái ma danh, nó rất mạnh. Câu thứ ba, người tu sĩ lãnh đạo tăng đoàn mà đón danh lợi vào chùa là đón rắn độc. Rắn sẽ cắn chúng tăng chết hết. Vậy người lãnh đạo tăng đoàn phải xa lánh, từ bỏ, từ khước danh lợi để cứu lấy chúng tăng, để cứu lấy Phật giáo. Đó là cái câu để nhắc nhở cho những người mà lãnh đạo, mà những người tu như thầy bây giờ. Đó là cái câu mà thầy ám thị cho thầy đó. Cho nên cái câu này đã nhắc đi nhắc lại thầy rất nhiều. Không khéo thì dẫn danh dẫn lợi vô đây cắn quý thầy chết hết, không có người nào sống đâu. Nó là thấy những cái điều mà thầy đã thấy xa chứ không phải là thấy gần đâu. Không phải đợi mà nó cắn chết hết cả đám nhau rồi đó mà ngồi đây mà bật ngửa ra đó. Thấy xa như vậy cho nên quý thầy không bị rắn cắn đâu. Đây là xả tâm vô lượng danh dục lạc thế gian, quý thầy phải thường ngày một lần, hai lần, ba lần, bốn lần tu tập như lý tác ý, cao dồi tâm mình, phải xả cho sạch danh lớn, danh nhỏ. Vì danh là vô hình, vi tế, rất khó xả, nên quý thầy phải đề cao cảnh giác siêng năng tu tập thì mới xả vô lượng tâm này được. Nó không phải dễ đâu, cho nên quý thầy phải cảnh giác, phải siêng năng, phải thường hằng. Nó móng một chút xíu quý thầy không thấy nó đâu, chừng nó lộ tướng lộ hình thấy được thì ôi hôi, nó đã cắn mình rồi. Khi xả tâm vô lượng danh dục lạc này được thì thân tâm quý vị thênh thang nhẹ nhàng an lạc với đời sống ba y một bát, giải thoát hoàn toàn niết bàn tại thế. Nghĩa là xả được cái tâm danh rồi quý thầy mới thấy được nó. Còn tâm danh này, còn tâm danh lợi này, quý vị dù ở núi cao khổ hạnh tối đa thì tâm hồn của quý vị nặng như treo đá. Bây giờ có trốn đi đâu á, quý vị có ở đâu á, thôi thầy nói đây như thầy chân trí đây, thầy về thì ở trong núi cao chấp chở đó, mà cái tâm của quý thầy, của thầy mà không xả được nó thì thầy ở trong đó cũng như là treo đá chứ nó không có giải thoát gì đâu. Quý thầy nên lưu ý năm thứ dục lạc lớn dễ xả, năm thứ dục lạc nhỏ tuy rằng vật chất tầm thường. Một cuốn kinh sách, một bài thơ, một bài kệ, một bài văn, một kiến thức Phật pháp, một kiến chấp, một cây dầu nhỏ, một cục xà bông, một cây kem, một bàn chải, một cây kim, một sợi chỉ, đều là ngũ dục lạc nhỏ, khó xả lắm quý vị. Phải đề cao cảnh giác, sức thận trọng, xem thì rất thường mà xả thì rất khó. Đó, những cái lớn hồi nãy ở trên đó thì thấy nó rõ ràng đó, nhưng mà coi chừng những vật dụng xung quanh quý vị đó, coi chừng nó nhỏ đó, nó không ra gì đó, chứ nó trói buộc quý vị lắm đó. Đó, thầy giảng như vậy là quý
thầy phải để ý từng chút từng, nếu là một tu sĩ phải xả cho thật sạch. Một vật nhỏ còn thì một vật lớn nó sẽ dính, nó không tha quý vị đâu, bởi vì nó là một cái sức cám dỗ của ngũ dục lạc, năm cái thứ dục lạc rất mạnh. Một vật nhỏ mà còn dính quý thầy là quý vị thầy bị tiêu nó đó, chứ đừng nghĩ rằng tôi giải thoát đâu. Thấy ở mình chùa không có pháp không lớn, ở chòi tranh vách lá, ở rừng ở núi ở hang, nhưng mà còn một hai cái kim là quý vị đã bị dính, còn một cuộn chỉ to là quý vị đã bị tiêu, còn hai cái y là quý vị đã bị tiêu, chứ không phải là tưởng là cái chuyện nhỏ đó nó tầm thường, nhưng nó còn nuôi cái mầm của nó là chạy theo dục lạc đó. Vì thế hôm nay thầy ẩn bóng để xả vô lượng tâm này cho thật sạch, như một người đã chết bỏ xuống hết, bây giờ sanh đã tận, phạm hạnh mới xong, những việc làm thầy đã làm hết, không còn trở lui đời sống này nữa. Đó thì bây giờ quý thầy mới hiểu được cái chỗ ẩn bóng của thầy cái gì. Đó là mục đích mà thầy xả sạch, đó là xả tâm vô lượng sạch đó, xả vô lượng cho sạch mà. Mà bây giờ mình còn như thế này là mình chưa xả, phải không? Các thầy thấy rõ, thầy bây giờ như vậy thầy chưa xả, chưa xả đồ chúng nè, chưa xả những cái chùa mình nè, chưa xả, chưa có ba y một bát mà, thì chưa lại như vậy, chưa xả sạch, nó còn di tế. Coi chừng cái sự di tế này nó sẽ trở thành cái lớn của nó đó. Cho nên ở đây thấy rất rõ, qua những cái bức thơ của thầy Thiện Thiền, thầy chưa nhận ra được cái ý chỉ của thầy, cho nên thầy nghĩ rằng phải lợi ích chúng sanh, phải làm Bồ Tát hạnh. Nhưng Bồ Tát hạnh coi chừng mà xả vô lượng tâm chưa sạch. Để kết luận buổi dạy hôm nay thì chúng ta đã học tới đây thì nó cũng gần tới giờ ăn cơm, chúng ta phải xả nghỉ. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học, bây giờ xả cái ngủ. Hồi nãy đó là mình xả năm cái thứ kia rồi, bây giờ tới mình xả tới cái ngủ là cái cuối cùng. Năm thứ dục lạc thì cái ngủ là cái cuối cùng. Bây giờ đến phần xả dục lạc ngủ. Ngủ là một thứ dục lạc trong năm thứ dục lạc, khiến cho con người thích thú tham mê ngủ. Ngủ là một trạng thái ngu si mê muội, ngủ là một trạng thái bần thần giả dợt lười biếng, cho nên những người lười biếng là những người ham ngủ. Ngủ có nhiều cấp độ. Ở đây quý thầy thấy trong cái trạng thái ngủ là nó làm cho con người si mê lắm. Do đó mà Đức Phật gọi là thùy miên hay vô ký, đó là những cái danh từ để chỉ cho cái người mà lười biếng hay ngủ, cái người mà ngu si, cái người không có thông minh, cho nên gọi là hôn trầm thùy miên. Vậy thì cái ngủ á, chúng ta cũng phải biết nó có nhiều cái cấp độ, chứ không phải trong có một cái nói có hôn trầm thùy miên không thì nó chưa đủ. Vì vậy cho nên ở đây thầy muốn chỉ cho chúng ta thấy nó có năm cái trạng thái mà nó đi vào ở trong cái gọi là ngu si. Thì đó là thứ nhất á, là nó hôn trầm. Thứ hai là thùy miên. Thứ ba là hôn tịch. Thứ tư là vô ký. Thứ năm là quan không. Năm cái trạng thái này mà cái người mà tu thiền thì thường phải gặp lấy những cái trạng thái này. Cho nên cái người mà ngồi lâu luôn luôn lúc nào cũng bị rơi vào trong năm cái trạng thái này. Và cái hôn trầm thì như thế nào? Hôn trầm là một cái người ngồi một lúc thì lại vô ký đi, quên mất đi, rồi gục xuống một cái, rồi mới ngước cái đầu lên. Thì cái trạng thái mà gục xuống như vậy đó là gọi là hôn trầm. Còn thùy miên là như thế nào? Thùy miên là cái người đó ngồi cúi cái đầu xuống hay quẹo cái cổ qua bên rồi quên mất đi, ngủ say ở trong giấc ngủ đi, thì cái đó là thùy miên. Nghĩa là thùy là ngủ, mà miên thì nó tiếp tục miên man, miên mật ở trong đó, ở trong cái giấc quên nó đi, ở trong cái không biết đó thì gọi là thùy miên. Thứ ba là hôn tịch. Hôn tịch là một lúc thì mê, một lúc thì tỉnh, mơ mơ màng màng đó. Những cái người mà ngủ mà không say mà cũng không gục đó, mà lúc thì tỉnh lúc thì mê á, cũng như quý thầy tu về hơi thở, lúc thì biết hơi thở lúc thì không biết hơi thở, đó là gọi là cái trạng thái hôn tịch. Nó cũng thì thuộc lại ngủ đó, nhưng mà ngủ vừa ngủ mà vừa mê vừa tỉnh á, thì cái đó gọi là hôn tịch. Còn thứ tư á, thì thuộc lại vô ký.
vô ký là nó chợt nó quên đi. À, thứ nhất là nó quên cái tâm, cho nên lúc bây giờ vừa chợt quên á thì nó mất cái tỉnh, nó mất cái tỉnh á thì cái niệm vọng tưởng á nó xen vô liền, cái đó gọi là vô ký. Nó quên rồi nó mới có cái niệm khác xen vô, hoặc là nó quên thì nếu mà cái thân nó quên đi thì nó có một tiếng động hoặc cái gì đó nó giật mình, hoặc là nó vừa quên cái nó giật mình thì đó cái thân nó cũng vô ký đó. Đó là những cái nó vô ký, nó kéo dài thì cái vô ký đó nó trở thành một cái trạng thái gọi là quang không. À, nó mới chợt mà vừa quên á thì đó là nó vô ký, mà nó kéo dài một cái thời gian dài ra từ nửa tiếng, hai ba tiếng mà không ngơ á, nó không giống như ngủ, không giống như thùy miên mà nó không ngơ ở trong đó thì đó là gọi là quang không. Cho nên cái năm cái loại mà ngủ này á thì nó gọi là cái ngu si, cái người mà rơi vào trong những cái trạng thái đó nó không còn có thông minh nữa, mà nó càng ngày nó đi tới cái ngu si. Nghĩa là cái người mà ngồi thiền mà nhập định vào cái quan không này á thì lâu ngày đó họ phát ra cái trí tuệ của tưởng, họ tưởng giải, họ tưởng là đúng, nhưng sự thật ra họ nêu những cái kiến giải tưởng giải đó ra làm cho lầm lạc tất cả những cái lối đi, làm cho phá những cái giới luật, làm cho những cái phương phép của Phật mất đi, để cho họ được tự tại ở trong cuộc sống chạy theo cái ngũ dục lạc. Cho nên cái người rơi vào quan không này thường hay phát triển cái pháp tưởng, vì thế mà người sau này dễ bị lầm lạc, tưởng là cái pháp đó là đúng, cho nên từng đó mà làm lệch đi con đường tu theo đạo Phật, làm tất cả những người sau này mất lối, không còn biết đường đi nữa. Đó là những cái người mà tu thiền sai, rơi vào những cái quan không, tạo thành những cái pháp tưởng, vì vậy mà đời mất lối đi, mất cái đường tu giải thoát. Do nên từ cái chỗ ngu si này, nó đưa đi đến chỗ ngu si khác mà tưởng rằng mình đã có trí tuệ. Đó là cái sai rất lớn trong sự tu tập theo đạo giải thoát. Tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền hay mê định. Đó, thì nói chung á là những cái loại này á, nó bắt đầu mà người mới vô tu á mà không biết á, cho nên Đức Phật dạy chúng ta vào bắt đầu tu á thì tu cái chánh niệm tỉnh thức làm cho cái sức tỉnh của chúng ta. Cho nên đi kinh hành nhiều để hành động theo cái hành động trên thân quán nội thân theo cái hành tướng của nó, nhưng mà tu tập để làm cho cái sức tỉnh. Vì vậy mà nó không rơi vào hôn trầm thùy miên, hôn tịch vô ký quan không. Còn nếu mà chúng ta không tu tập cái này mà dội vào mà khép chân ngồi kiết già, rồi đặt một cái hơi thở hoặc là một cái đề mục thiền nào đó, rồi chúng ta ngồi mà ngồi quá lâu thì cái cơ thể nó bị mệt mỏi, do đó nó thiếp dần đi ở trong những cái trạng thái ngủ, cái trạng thái si mê này, rồi nó tạo ra những cái cảnh giới, nó tạo ra những cái trí tuệ không đúng cách, làm cho nó lệch lạc cái sự tư duy, nó mất cái trí tuệ, bởi vì nó ngu si, nó là si thiền si định, cho nên nó làm cho chúng ta ngu si mà cứ ngỡ tưởng rằng mình là trí tuệ, từ đó mình dẫn mình đi trên con đường tu hành lạc nẻo mà không hay biết. Cho nên tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền mê định. Kẻ tu tà thiền định tưởng thường rơi vào trạng thái này, nghĩa là cái người mà tu thiền mà thuộc về tà thiền định tưởng á, thì họ thường rơi vào cái trạng thái năm cái loại ngũ này, không có thể nào mà sai. Nghĩa là luôn luôn bây giờ quý thầy cứ nghiệm qua cái sự tu tập của quý thầy, từ lâu đến giờ mà quý thầy không được sự hướng dẫn tu ở trong chánh niệm tỉnh thức kỹ lưỡng, bây giờ quý thầy ngồi lâu, quý thầy vẫn bị rơi vào trong năm cái thứ loại ngũ ngu si này, trong năm cái thứ mà mê muội này, chứ không có thoát khỏi cái nanh vuốt của năm cái loại ngu si này. Có dịp nói về thiền, thầy sẽ giảng tất cả những cái loại si thiền này để cho quý thầy rõ hơn. Bây giờ thầy dạy cách xả tâm vô lượng ngũ. Nó bởi vậy cho nên năm cái loại ngũ này nó biến ra vô lượng cái ngu si, tức là vô lượng cái ngũ của chúng ta, cái si mê của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ dạy quý thầy áp dụng cách nào để mà hành pháp
cho nó đạt được cái vô lượng tâm ngũ này, để chúng ta được tỉnh táo, được sáng suốt, được thông minh, để lấy cái trí tuệ chúng ta dẫn lối cho chúng ta đi đến cái con đường giải thoát chân chính. Khi một người tu hành đã bị năm thứ suy thiền này thì phải tận dụng hết sức để phá nó. Gặp nó rồi á thì phải hết sức tận dụng phá nó, chứ không có được theo nó mà hễ nghe mỏi mệt hay lười biếng là lo đi ngủ thì không được. Hoặc là ngồi thiền mà nghe an lạc rồi thiếp dần ở trong đó, vô rơi vô cái trạng thái quan không thì cũng không phải là tốt lắm đâu. Phải phá nó đi cho được, phải tìm mọi cách không có được để cho nó nhập vào tâm và thân của chúng ta. Vì thế người cư sĩ mới trao dồi tâm mình thì ngay đây cũng phải trao dồi tâm xả vô lượng ngũ. Vì cái ngũ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngũ khác nhau. Bây giờ đây thầy kể ra một cái số mà trạng thái ngũ để cho quý thầy biết. Chứ nếu mà quý thầy cứ nói nó là năm cái loại này rồi không biết nó xảy ra như thế nào để mà chúng ta thấy được năm cái trạng thái ngũ. Bởi vì ở đây thầy nói nó có vô lượng cái ngũ chứ không phải có một cái ngũ. Vì cái ngũ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngũ khác nhau, như đi xe tàu bị sóng như sai ngủ đó, thì quý thầy có đi tàu đi xe rồi quý thầy biết rằng nó gật gà gật gũ, nó làm cho chúng ta mệt nhọc cơ thể chúng ta, rồi hoặc là bị sai sóng sai gió, do đó nó làm cho chúng ta ngây như ngủ mà không ngủ. Đó là những cái trạng thái nó làm cho chúng ta mê đó mà không tỉnh đó, bị cảm gió thân lừ đừ nóng lạnh buồn ngủ đó. Khi mà chúng ta bị cảm gió hoặc bị mưa thì thân của chúng ta nóng lạnh, nó cũng làm chúng ta buồn ngủ. Tất cả những bệnh khác đều có trạng thái không tỉnh táo, nghĩa là mọi cái bệnh tật nó nhiều khi nó làm cho cơ thể chúng ta uể oải khó chịu, do đó chúng ta lừ đừ, đó là những cái trạng thái ngủ. Cơ thể lờ đờ tu sai cũng buồn ngủ, nghĩa là chúng ta tu sai nó cũng buồn ngủ nữa, nghĩa là không đúng nó cũng buồn ngủ đó. Cũng như trong cái pháp sổ tức, mà nó sổ tức đến cái mức độ nào đó mà quý vị sổ tức quá mức của nó thì nó cũng sanh ra buồn ngủ cho quý vị nữa, chứ không phải quý vị sổ tức là nó tỉnh đâu. Nó quá cái sức, ví dụ như bây giờ cái sức của chúng ta sổ tức đến 1000 hơi thở đi, mà chúng ta tăng lên chừng 1500 2000 hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị buồn ngủ. Rồi chúng ta không biết tìm ở đâu mà cái buồn ngủ này ra, nhưng mà do gì chúng ta đếm quá sức, cho nên cái sức tập trung để ở trong cái số đếm mà tỉnh đến 1000 2000 hơi thở như vậy thì nó làm cho quý vị sẽ bị buồn ngủ. Rồi từ cái buồn ngủ đó quý vị không còn nhớ đếm nữa. Trụ tâm không đúng chỗ là buồn ngủ đó. Nếu mà trụ tâm không có đúng chỗ nó sẽ sinh ra buồn ngủ. Nó phải đúng cái chỗ nó thì nó mới tỉnh, mà không đúng chỗ nó thì nó sẽ sinh ra buồn ngủ. Làm quá sức cũng buồn ngủ, sống cô đơn một mình cũng buồn ngủ, lười biếng cũng buồn ngủ, rượu chè bài bạc trác tán cũng buồn ngủ, trai gái dục lạc quá độ cũng làm buồn ngủ, vân vân. Đó là những cái mà có thể đưa đi đến chúng ta vô lượng cái buồn ngủ đó, cái ngủ. Vậy muốn xả tâm vô lượng ngủ này phải làm sao? Đó. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được những cái trạng thái đó để mà chúng ta biết nó là cái trạng thái ngủ, nó ở trong cái trạng thái nào để mà chúng ta đối trị nó cho nó hết. Cũng như bây giờ mình bị bệnh mà ngủ thì mình phải tìm thuốc thang mình uống cho hết bệnh. Đằng này á mình lại bắt nó đi kinh hành mà đi hết muốn nổi nữa, đi riết hơi để chắc là vô nằm nó ngủ luôn chứ còn không có bao giờ tỉnh lại được nữa. Đó là cái sai. Trị nó phải trị cho đúng cách, không thể trị cái ngủ bằng có một cái phương pháp nào cả, mà phải tùy theo cái trường hợp ngủ đó mà trị thì nó mới hết. Phải tùy theo những trạng thái cơ thể bệnh tật, hoặc thuốc thang, hoặc nghỉ ngơi dài hạn, hoặc dứt bỏ những trò chơi trác tán, hoặc dứt bỏ không được làm quá sức lực cơ thể cũng như tinh thần. Đó thì quý thầy thấy ở đây thầy dạy rất là rõ ràng cụ thể. Phải xét cái buồn ngủ đó, cái mệt nhọc của cơ thể chúng ta nó ở cái chỗ nào, để rồi từng đó tùy cái đó mà chúng ta trị cái bệnh buồn ngủ này thì nó sẽ tỉnh táo và thông minh sáng suốt. Chứ còn nếu mà cứ làm quá sức hoài, vừa tinh thần mà vừa cơ thể của mình, thì cái người đó lừ đừ buồn ngủ thì nói sao mà họ không thông minh.
họ thông minh nhưng mà làm quá sức thì họ làm sao họ còn thông minh nữa. Đầu óc tối ngày cứ suy tư hoài làm sao thông minh, ít ra họ cũng phải nghỉ ngơi. Như vậy muốn cho chúng ta có thông minh thì đừng có làm quá sức. Đó là những cái mà để đối trị lại, để làm cho chúng ta càng ngày có một cái trí tuệ, có một cái ý thức rất là thông minh, chính xác trong công việc làm. Ở đây người muốn xả tâm vô lượng ngũ này phải hết sức thận trọng trong việc trao dồi tâm này, nghĩa là phải hết sức thận trọng, phải rõ ràng từng cái buồn ngủ nó để mà trao dồi cái tâm của chúng ta, chứ không phải là muốn trao dồi nó, đặt nó ở chỗ nào sai nó thì không thể được. Một, phải biết buồn ngủ trong thân mình là loại nào. Đó, thứ nhất là mình phải xét nó ở trong thân của mình nó thuộc về loại nào. Hai, tùy theo bệnh trạng buồn ngủ mà dùng thuốc thang trị bệnh. Ba là cương quyết mạnh mẽ dứt bỏ những trò chơi không lành mạnh, nghĩa là như uống rượu chè ha, hoặc là bài bạc thức thâu đêm, ca hát thâu đêm, thì cái đó là mình phải dứt bỏ, cương quyết dứt bỏ, để không khéo một đêm mà chơi vui vậy sáng ra ngủ gật suốt ngày mà không thấy không có thấy tỉnh thì tức là cái người đó rất là mê si. Bốn, phải rèn luyện nghị lực chiến thắng với những trạng thái lười biếng, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải tìm mọi cách mà rèn luyện cái nghị lực của mình để mình chiến thắng lại những trạng thái lười biếng, vì trạng thái lười biếng nó cũng sẽ sanh ra buồn ngủ. Năm, lấy nước súc miệng rửa mặt hoặc tắm cho lạnh. Khi mà mình biết cái trạng thái lười biếng của mình thì làm cho nó lạnh, làm cho nó sợ thì nó mới có hết. Cái thứ lười biếng thì lấy roi mà quất nó cho đau thì nó mới hết. Cái thứ lười biếng lấy cây mà đập cho nó khổ thì nó mới hết. Lấy muối mà sát ở trong những cái vết thương lấy dao mà rạch rồi lấy muối sát vô, do đó nó hết buồn ngủ à. Đó là những cái trạng thái mà lười biếng thì làm như vậy thì nó sẽ hết. Sáu, ngồi chỗ nguy hiểm cho tâm sợ hãi, nghĩa là mình ngồi ở trên ngã ba nhánh cây hay hoặc là ngồi ở trên cái tảng đá treo leo làm cho nó tỉnh táo, nó không dám, nó sợ chết cho nên nó luôn lúc nào nó cũng cảnh giác. Đó là những cái điều kiện như mình ở trên núi mình thấy buồn ngủ thì mình trèo trên cục đá nào mà treo leo mình ngồi trên đó, nếu cho mày ngủ mày rớt với mày gãi cổ cho chết cho rồi, thì vậy nó sẽ tỉnh táo, nó không dám ngủ. Bởi vì phải tìm mọi cách để phá nó, chứ nếu không thì chúng ta sẽ tìm cách mà chui trong thất hoặc là chui trong giường mà ngủ. Bãi hoặc đọc kinh sách. Nếu mà mình thấy buồn ngủ thì mình lấy kinh sách mình đọc rồi mình suy tìm nghĩa lý trong đó thì một hơi nó tỉnh táo. Tám, hoặc ngồi quán xét tìm cái ngủ ở đâu. Đây là thầy nêu ra tất cả để cho quý thầy thấy biết được cái mà phá ngủ. Quán xét coi cái ngủ nó từ đâu mà nó đến, từ đâu mà nó làm cho tay chân bần thần lười biếng như thế này. Đó là các thầy dùng cái sức quán xét, đặt cái niệm trước mặt rồi ngồi đó mà quán xét cái ngủ, một lúc thì cái ngủ nó mất. Chín, hoặc xem sao trên trời tìm lý do diễn biến của vũ trụ. Đó, cái người mà thích thiên văn á, cái tâm mà thích thiên văn á, thì lúc bây giờ buồn ngủ á, thì mới đi ra nhìn trời nhìn sao rồi tìm hiểu những cái sự diễn biến, thấy sao này xẹt qua sao kia lặn mất, điều đó nó làm cho cái người đó thích thú, họ cũng quên ngủ. Mời hoặc đem một số truyện hình ra xem. Cái người mà thích xem hình ảnh đánh nhau hoặc là thế này thế khác thì chúng ta đem những cái số truyện hình ra chúng ta xem hơi thì chúng ta hết buồn ngủ. 11, hoặc đi kinh hành tu tập tỉnh thức. Đó, cái thứ 11 này là cái điều kiện của người tu sĩ chúng ta đó. Chúng ta phải tập tỉnh thức, phải đi kinh hành, phải đi cho nhiều, đừng có lười biếng thì nó sẽ tỉnh thức được, mà biết cách áp dụng pháp hướng để nhắc tâm chúng ta thì chúng ta sẽ tỉnh thức mà phá đi cái buồn ngủ. 12, hoặc tu vô lậu quán xét thân tâm, tìm vô thường, khổ, vô ngã và bệnh tật ở trong thân của chúng ta. Đó, chúng ta dùng cái định vô lậu, dùng cái định chánh niệm tỉnh thức, dùng cái định vô lậu, chúng ta cũng có thể phá được cái buồn ngủ. 13, hoặc đi kinh hành trao dồi lòng từ tâm, mình dưới bước chân đi tránh tất cả dẫm đạp lên chúng sanh. Đó, khi mà ban ngày cũng như khi ban đêm thì chúng ta lại hướng tâm để nhắc tâm chúng ta để tránh dẫm đạp chúng sanh. Còn một cái câu ám thị mà thầy chưa nhắc là khi đi ban đêm con mắt chúng ta không có nhìn thấy chúng sanh ở dưới chân thì chúng ta không có thể nào làm sao mà tránh được. Vì vậy mà chúng ta phải nhắc, bởi vì Phật đã nói đạo cảm ứng giao nan tư nghì, tâm chúng ta có lòng thương thì cảm ứng được với chúng sanh, cho nên chúng ta phải dùng câu hướng như thế này. Ban đêm
tôi đi kinh hạt không với chúng sanh, xin tất cả chúng sanh dưới chân tôi hãy tránh cho tôi đi. Đó, thì đó là mình phải hướng câu nói đó để giao cảm với nhau, mà tất cả khi bước chân mình vừa đến là chúng sanh đã rời khỏi. Đó là vừa là phá cái buồn ngủ, mà cũng vừa là tu trao dồi cái tâm từ của chúng ta dưới bàn chân trong lúc đêm khuya thanh vắng, trong lúc tối mờ mà không thấy đường. 14. Dùng pháp hướng như lý tác ý. Cái ngủ này vốn là không có trong thân tứ đại này, chỉ do ngu si mê muội lười biếng thiếu tinh tấn nên thọ sanh. Thọ vốn vô thường, lúc có lúc không, vậy thọ vẫn phải dừng lại trạng thái mê muội ngủ nghỉ này, không được tái diễn, phải chấm dứt ngay. Đó là cái câu pháp hướng cuối cùng để chúng ta phá cái thọ mê ngủ này, phá cái thọ ngu si này. Thường xuyên khi mà chúng ta đặt niệm nói như vậy, phải là ngồi thiết già lưng thẳng hẳn hoi mới dùng cái câu này để mà hướng tâm ám thị một cách chắc chắn, đánh đuổi cái thọ ngu si này ra. Chỗ chữ phải chấm dứt, nói như truyền lệnh càng mạnh càng tốt, làm cho tất cả sức tinh thần chúng ta dồn tại đó mà đuổi những cơn lừ đừ sai sai của cơ thể. Nói như truyền lệnh là dùng tâm lực của tinh thần mạnh bạo làm cho cơn ngủ mau lui bước. Đó thì quý thầy thấy, thầy chỉ dạy cho quý thầy những cái pháp rất là cụ thể. Nếu quý thầy gần như nhiều lần ở cái chỗ phải chấm dứt cho nó mạnh bạo, thì từ cái cơn mà ở trong thân của quý vị dùng cái lực mà đẩy ra, thì chừng 2-3 câu như vậy là quý thầy đã tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Đó là hôm nay thầy dạy cho quý thầy xả tâm vô lượng ngủ, để cho biết cách để mà xả cho thận gốc nó. Khi đối với bệnh buồn ngủ phải thông minh sáng suốt, quý thầy phải sáng suốt thông minh, chứ không thể nào mà thiếu sự thông minh mà đối trị nó được. Nếu không thông minh sáng suốt thì buồn ngủ lại buồn ngủ nhiều hơn, nghĩa là mình trị nó mà mình lại buồn ngủ hơn. Còn thông minh sáng suốt thì mình trị đúng bệnh của nó thì nó mau hết. Nếu mà không thông minh sáng suốt thì vất vả hơn. Cho nên quý thầy tu theo đạo Phật thì cái thứ nhất là bền chí siêng năng đi kinh hành nhiều. Đó là cách thức mà quý thầy theo đạo Phật, như ông Phật ngày xưa luôn luôn đi kinh hành ở trong cái khu rừng của ông ta. Và chúng ta nên bắt chước cái gương hạnh của Phật mà luôn luôn nên đi kinh hành như vậy để phá đi những cái mê muội này, làm cho tỉnh thức luôn luôn. Luôn luôn phải trao dồi tâm phá ngủ dưới chân mình bằng hướng tâm như lý tác ý. Buồn ngủ phải lui đi, lười biếng phải lui đi. Đó là những cái câu ám thị ngắn mà chúng ta vừa đi vừa nhắc nó khi biết tâm mình đang buồn ngủ, đang lười đừ, đang không tỉnh táo. Rồi tiếp tục chúng ta lại hướng tới nữa. Cơn mơ mơ say say phải lui đi, thân tâm phải tỉnh táo. Chúng ta nhắc như vậy, nhiều lần như vậy, vừa đi vừa nhắc như vậy, ra lệnh như vậy một lúc thì hết hôn trầm thì miên. Đó, thì như vậy là quý thầy thấy mình có pháp để phá, nhưng mà từ lâu tới giờ chưa có ai triển khai ra được, cho nên mình không biết mà phá. Vậy mà cứ buồn ngủ, phải chịu buồn ngủ thôi, không bao giờ hết được. Hôm nay cái giáo án này thầy sẽ dạy hết tất cả những cái kinh nghiệm để cho quý thầy tự mình về mà lấy pháp mà làm chỗ nương tựa vững chắc, mà trao dồi thân tâm của mình để làm chủ sinh tử, để kết thúc tứ vô lượng tâm. Thầy tóm lại để quý thầy nhận định cho rõ ràng cách hành trì pháp môn tu tập phải chính xác thì mới có hiệu quả. Nếu tu tập không kết quả ngay liền hiện tại là do quý thầy tu tập sai, hoặc dùng pháp hướng sai, không đúng cách, không đúng chỗ nên không hiệu quả. Nghĩa là trên cái bước đường tu tập chúng ta có pháp hành, nhưng mà pháp hành dùng không đúng chỗ, không đúng bệnh thì cái pháp hành đó sẽ không có hiệu quả. Nếu quý vị biết hành đúng
mọi trường hợp của nó thì cái pháp hành sẽ có hiệu quả ngay tức, làm cho tất cả những cơn hôn trầm thùy miên buồn ngủ sẽ lui bước và tâm của quý vị được thanh thản, được tỉnh táo, rất là tỉnh táo. Một, các thầy nên lưu ý, nếu pháp hướng của ý thức dùng thì pháp hướng phải cụ thể, có đối tượng. Đó, quý vị muốn dùng cái ý thức của quý vị dùng á, thì cái pháp hướng đó phải có một cái đối tượng trước mặt của quý vị, thì quý vị dùng nó mới đúng cách. Nếu pháp hướng là tưởng thức dùng thì pháp hướng không cụ thể, phải tưởng tượng. Đây bây giờ thầy nói như thế này, người ta ngồi người ta quán cái thây ma, ha, quán cái bộ xương trắng, thì cái bộ xương trắng không có thể nào là cái đối tượng trước mặt chúng ta được, mà phải là cái tâm chúng ta tưởng ra. Do đó cái đề mục đó nó thành ra một cái trừu tượng, nhưng chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc cái tưởng đó thì nó mới đúng cách, là chúng ta biết dùng pháp hướng đúng với tưởng. Còn bây giờ trước mặt chúng ta có cái hơi thở ra vô thì chúng ta hướng cái hơi thở đó, như vậy là nó là ý thức chứ không phải tưởng thức. Quý thầy phải lưu ý cái phần này, nếu không quý thầy dùng tưởng mà quý thầy tưởng là ý thức, quý thầy dùng ý thức rồi quý thầy dùng đề mục tưởng trừu tưởng thì hai cái này sẽ không có hiệu quả. Và có hiệu quả thì nó téo cả ngõng, nó sẽ đưa quý thầy vào cái chỗ không có đúng cách, nó sẽ đi vào một con đường thiền sai không đúng. Hai, các thầy tu tập nội tâm phải an trú trong chánh niệm, nghĩa là trong khi tu tập quý thầy phải giữ ở tâm mình ở trong chánh niệm. Khi bây giờ mình đặt một cái niệm để cho mình tu sao dồi cái tâm từ của mình thì luôn luôn mình phải ở trong cái lòng thương yêu mà mình đặt cái niệm, chứ đừng ở trong một cái tâm mà dao động nhớ cái này nghĩ kia ham cái nọ, thì cái chánh niệm đó nó không phải là chánh niệm. Ở đây thầy nhắc lại cho quý thầy nhớ, khi làm một cái gì thì phải cho chính xác, cái tâm của mình phải biết cái niệm đó nó ở cái chỗ nào. Như trao dồi tâm từ thì phải ở cái lòng thương yêu như thế nào, tâm bi thì nó phải ở cái lòng thương yêu như thế nào, để đặt cái đó gọi là cái chánh niệm. Cái chánh niệm là cái niệm chân chánh ngay trong cái sự trao dồi đó, chứ không phải là cái chánh niệm bằng cái niệm đúng. Mọi cái niệm đều có niệm đúng, nhưng mà mình đặt nó không đúng cái chỗ mình trao dồi thì cái đó thật không có đúng. Cũng như bây giờ mình đang ở trong cái chánh niệm của cái thân bất tịnh, cái thân vô thường, mà mình trao dồi cái tâm từ thì đó là sai. Đó, thì cái chánh niệm kia là chánh niệm ở trong cái chỗ khác, chứ không phải là cái chánh niệm ở chỗ trao tâm từ. Muốn tu tập cho đúng cách phải hiểu được cái này thì quý thầy mới thấy được cái chỗ di diệu của Phật pháp. Tức là pháp hướng tâm như lý tác ý không được sao nhãn. Nghĩa là lúc bây giờ cái pháp hướng đó nhắc cái chỗ đó là cái tâm ở phải ở chánh niệm đó, cho nên nó không sao nhãn được cái chỗ đó. Phải tỉnh thức cao độ, phải cái sức tỉnh thức ở chỗ đó không được mờ mờ, mà phải tỉnh thức ngay cái niệm chỗ đó, cho nên không bao giờ thất niệm. Vậy mà Phật gọi người tu sĩ mà thất niệm là bị ma dẫn. Tức là bây giờ chúng ta có cái niệm chánh niệm nào đi nữa mà không đúng ngay cái đối tượng mà đang trao dồi cái pháp đó thì cái đó chúng ta cũng vẫn bị ma dẫn. Nếu tỉnh thức cao độ chưa có là quý vị phải tu chánh niệm tỉnh giác định, thấy cái sức tỉnh mình chưa có, cứ một lát nó lại nhớ cái chuyện này nhớ chuyện khác xen vô nó làm thất niệm á, thì phải tu chánh niệm tỉnh giác định. Hoặc tu tập vô lậu định, nghĩa là quý vị biết rằng khi mà cái tỉnh thức mình không có cao độ là mình tu tập cái tỉnh chánh niệm tỉnh giác định ít, hoặc là tu tập định vô lậu ít, bây giờ phải tu tập hai cái định là nhiều thì quý vị mới có đủ sức tỉnh. Bởi vì mình biết được cái thân và tâm của mình, cái sức tỉnh thức của mình cao hay thấp mình vẫn biết mình hơn ai hết, và biết thì mình phải lo tu cái định gì để cho cái sức tỉnh thức đó cao hơn, để rồi chúng ta sẽ trao dồi được thân tâm của chúng ta trong mọi pháp của Phật dạy. Ba, khéo léo giữ tâm vững trú trong các thiện pháp, nghĩa là luôn luôn lúc nào khi mà thực hiện mà pháp của Phật rồi thì giờ nào phút nào chúng ta cũng phải giữ tâm mình vững trú ở trong các thiện pháp. Các thiện pháp như chúng ta học thập thiện đó, luôn luôn nào chúng ta cũng phải giữ nó ở trong các thiện pháp đó. Không cho các ác pháp xâm chiếm tâm, và không cho các ác pháp đặt chân nơi tâm, nghĩa là chúng ta luôn luôn cảnh giác đến cái mức độ không cho nó xâm chiếm vô, mà không cho nó đặt chân đứng ở trên nơi tâm ta nữa. Đó là cái phần 3.
thoát phải được tu tập trao dồi thôi, làm cho sung mãn, làm cho thành cổ xe, làm cho thành cứ điểm, làm cho được kiên trì, làm cho được tích lũy, tích tập. Khéo, tinh cần, siêng năng, thực hành theo lời chỉ dạy, phát hành trì của Phật, của Thầy, thì kết quả giải thoát, an lạc đến cho quý Thầy rõ ràng. Đó thì cái phần 4, quý Thầy phải cố gắng kiên trì tập luyện cái pháp tứ vô lượng tâm này. À, như Thầy đã nhắc hồi nãy, từ tâm vô lượng giải thoát phải tu tập trao dồi thường xuyên, làm cho sung mãn, nghĩa là làm cho chúng ta được cái lòng thương thật sự chứ không phải là sơ sơ đâu, nghĩa là hàng ngày phải trao dồi nó liên tục chứ không có học rồi mà tu sơ sơ thì nó chẳng có làm gì được hết, cho nên phải làm cho nó sung mãn, làm cho nó thành cổ xe, nó thành một cái cổ xe mà chở cái lòng thương của chúng ta ở trên đó mà đi rải cho tất cả chúng sanh đó, làm thành một cái cứ điểm chắc chắn, một cái lòng thương rất chắc chắn là một cái cứ điểm, không có còn ai mà xâm chiếm được cái cứ điểm của chúng ta, làm cho được kiên trì, làm cho cái lòng thương yêu đó nó vững bền, nó không có bị thay đổi được, làm cho được tích tập, làm cho nó được nhiều lên, càng tốt càng hay. Ở đây thì tới cuối cùng thì chúng ta phải khéo tinh cần, tức là siêng năng tinh cần, phải khéo léo thực hành theo lời chỉ dạy, pháp hành trì này của Phật, của Thầy, thì kết quả sẽ được giải thoát. Nội tu bao nhiêu đó thì quý Thầy cũng thấy rằng quý Thầy đã được giải thoát rồi, chứ chưa nói gì tu là nhiều nữa. Nhưng đây là mới khởi sự mà thôi, để bổ túc cho cái tâm vô lượng giải thoát này, quý Thầy còn phải tiêu tu nhiều cái, nó mới tích tập được những cái thành cứ điểm, nó mới thành cổ xe, nó mới làm cho sung mãn. Chứ không phải bây giờ mà chúng ta tập như vậy mà nó ngay liền được, chúng ta còn phải học tập tu tập nhiều cái khác nữa. Cho nên từng đó cái sức tỉnh táo, cái sức mà an lạc, cái sức mà giải thoát, cái sức xả bỏ, chúng ta mới đoạn dứt tất cả những cái khác, thì nó mới thành tựu được cái tâm vô lượng, tứ tâm vô lượng này. 5. Bi tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập như vậy. Nghĩa là bây giờ đó, hồi nãy đó mình từ tâm mình cũng tu cho nó thành cổ xe, thì bi tâm cũng tu cũng thành cổ xe, cũng cho nó sung mãn, nó cũng thành cái cứ điểm. Rồi hỷ tâm vô lượng chúng ta cũng tu như vậy, cũng làm cho nó thành cổ xe, thành cứ điểm, nó cho nó kiên trì, cho nó sung mãn đó, tất cả những cái đó chúng ta phải tập, phải làm. 6. Xả tâm vô lượng giải thoát cũng tu theo đúng như lời Thầy dạy, cũng làm cho nó thành cố cứ điểm, thành cổ xe sung mãn, nó tích tập cho nó sâu, vì vậy mà nó mới xả được tất cả các pháp ở trong thế gian này. Cứ y chỉ theo lời dạy của Thầy, đặt trọn hết niềm tin ở giới định tuệ, tức là cứ theo y chỉ cái lời mà Thầy dạy của Thầy đó, thì quý Thầy đặt trọn ở niềm tin của ba pháp giới định tuệ của Đức Phật và tất cả các pháp môn mà Phật đã của Phật mà hôm nay Thầy đã triển khai thành một con đường có lý pháp, có hành pháp rất rõ ràng và cụ thể, dán sạch những màn mây kiến thức tưởng giải của thế nhân, đang phủ trùm trên ba thánh pháp của đạo Phật giới định tuệ, khiến cho ba pháp này không còn ai thực hiện được, gần như chỉ còn là một danh từ suông. Còn toàn bộ tu sĩ Phật giáo thì sống ngược lại và không thực hành đúng pháp này. Đó thì hầu như là quý Thầy cũng nhận thấy rất rõ là người ta đi ngược lại với cái pháp giới định tuệ của Phật. Còn bây giờ Thầy dán ra để cho chúng ta thực hiện được từ giới định tuệ, để cho nó rõ ràng cái sự giải thoát mà đạo Phật đã, mà Đức Phật vì lòng từ bi mà Ngài đã đem dạy lại cho chúng ta, cho đến bây giờ chúng ta bị bỏ quên những cái pháp rất là cao quý này. 7. Nếu ai sống đúng và hành đúng lời dạy của Thầy thì kết quả lòng thương yêu rộng lớn của quý vị phải trùm cả không gian và thời gian. Chừng đó thế gian này là thiên đàng, quý Thầy là những du tăng khất sĩ, rày đây mai đó đời sống ba y một bát, không có chùa to tháp lớn, quý Thầy đã phủi sạch những sợi dây thằng phượt vật chất thế gian, đời sống của quý Thầy
rộng bước thênh thang. Tâm hồn của quý thầy thương yêu chúng sanh như không gian phủ trùm vạn hữu. Bây giờ quý thầy không phải Phật, không phải Tổ, không phải A-la-hán, không phải Bồ-Tát, mà là một con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng tâm hồn quý thầy đã hòa cuộc sống của quý thầy với các cuộc sống của nhân thế, bên nhau mãi mãi, không xa lìa, chúng sanh một bước. Quý thầy là con người đã giải thoát với lòng thương vô tận. Đó là kết thúc cái buổi học về tứ vô lượng tâm, để cho quý thầy thấy rằng cái pháp tứ vô lượng tâm tuyệt vời như vậy, làm cho tâm hồn chúng ta rộng lớn bao la đối với muôn loài muôn vật. Ở đây thầy xin đọc lại một cái chuyện của một vị cao tăng ở trong thời Đức Phật mà đã thực hiện tứ vô lượng tâm, mà Đức Phật đã ca ngợi ngài là